Chào các bạn, mình là Mỹ Oanh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Siêu Thị Mỹ Phẩm. Bộ mẩn sẽ khiến cho làn da của chúng ta trở nên sần sùi nè, kém sắc nè và mất thẩm mỹ hơn. Bên cạnh đó, nếu như mà không được điều trị đúng cách thì mụn ẩn có thể chuyển thành mụn viêm. Do đó cái việc mà hiểu rõ nguyên nhân nè, nhận biết nè và lựa chọn phương pháp phù hợp rất là quan trọng. Điều trị làm sao để mụn không mọc lại nè và phương pháp nào mà làm được điều đó một cách tốt nhất. Hy vọng ngày hôm nay Siêu Thị Mỹ Phẩm sẽ mang đến cho các bạn những cái chia sẻ giúp ích được cho các bạn trong việc điều trị mụn ẩn nha. Mụn ẩn là tình trạng ở trên da xuất hiện các nốt mụn nè, sần sùi nè, không viêm, không có đầu nhân, mọc thành từng cụm dày với nhau. Loại mụn này thì rất là khó thấy bằng mắt thường, mà chỉ có thể bằng cảm nhận bằng cách chúng ta sẽ sờ trực tiếp lên vùng da và sau đó chúng ta sẽ thấy khô ráp. Một số cái vị trí mà thường xuất hiện mụn ẩn là đó chính là hai bên má nè, trên trán nè hoặc là dưới cằm. Không giống như những cái loại mụn khác nha. Mụn ẩn thì thường nằm rất là sâu trong da, cho đó cái việc điều trị cái loại mụn này trở nên rất là khó khăn nhiều so với các loại mụn khác. Nếu như mà không được điều trị nè và chăm sóc đúng cách nè thì có thể bị viêm nhiễm và trở thành mụn bọc, mụn viêm rồi dẫn đến thành thâm và sẹo. Sau đây thì anh sẽ nêu ra một số nguyên nhân hình thành mụn ẩn nha. Nguyên nhân đầu tiên đó chính là sử dụng sản phẩm tẩy trang không phù hợp. Ví dụ như là chúng ta dùng dầu tẩy trang có rất là nhiều bạn bị kích ứng nè, và sau khi kích ứng xong thì lên mụn ẩn rất là nhiều khi dùng dầu tẩy trang, và có thể là do là lạm dụng mỹ phẩm nè, hoặc là do là chế độ sinh hoạt không khoa học, thường xuyên căng thẳng nè, hoặc là mệt mỏi. Cũng có thể là do nhiễm khuẩn từ những cái vật dụng thường ngày. Và một lý do khác đó chính là chế độ ăn uống không lành mạnh, hoặc là có thể là mất cân bằng nội tiết tố. Nhiều bạn đặt một cái câu hỏi là mụn ẩn có tự hết hay không, bao lâu thì hết, thì đây là rất là nhiều thắc mắc của chị em phụ nữ chúng ta luôn. Và khi mà gặp phải tình trạng này, mụn ẩn thì không thể tự hết được nha, bởi vì nhân mụn không thể tự tiêu đi được. Để điều trị mụn ẩn thì trước hết thì chúng ta phải làm sạch và chăm sóc da một cách rất là đúng cách. Siêu Thị Mỹ Phẩm thì có làm một cái video về cái chu trình chăm sóc mụn dành cho da mụn rồi, thì chúng ta nên tham khảo ở đây nha. Ngoài ra thì chúng ta nên sử dụng những cái kem trị mụn hỗ trợ quá trình đẩy mụn lên nè, và rửa trôi trong quá trình rửa mặt, tẩy tế bào chết như là Urea Hycid K18 nè, La Roche-Posay Duo cộng nè, hoặc là Đức Ray Kerak Neo BB. Thêm vào đó thì chúng ta nên sử dụng các sản phẩm có AHA nè hoặc là BHA vào quy trình chăm sóc da, vì AHA sẽ giúp cho làn da bong sừng và tẩy tế bào chết, còn BHA thì sẽ tan trong dầu nên sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông. Ngoài ra thì chúng ta nên lưu ý là không nên tự ý cậy và nặn mụn ẩn, bởi vì những cái dụng cụ nè không được vệ sinh nè và lấy sẽ không hết được cái nhân mụn, chưa kể là cái vi khuẩn nó sẽ bám vào nè và gây nhiễm trùng và biến chứng, từ đó tình trạng mụn sẽ càng ngày càng phức tạp hơn. Nên thì chúng ta nên đến các trung tâm nè hoặc là đến những cái spa nè để thăm khám cụ thể và hỗ trợ trong cái việc điều trị và loại bỏ mụn nha. Có một số lưu ý trong cái quá trình điều trị mụn ẩn đó chính là chúng ta cần dưỡng ẩm. Dù chúng ta là da dầu nè, da khô nè hay là da mụn thì đều phải cần dưỡng ẩm, vì da khô sẽ đẩy rất là nhanh tốc độ lão hóa của làn da và tạo điều kiện cho các tác nhân có hại xâm nhập và gây ra mụn. Vì vậy thì chúng ta cần phải có biện pháp dưỡng ẩm cho làn da trong suốt quá trình điều trị mụn nha. Thứ hai đó chính là chúng ta sẽ chống nắng. Tia UV của ánh nắng mặt trời sẽ rất là có hại đối với làn da, khiến cho làn da của chúng ta nhanh chóng bị lão hóa nè, và tình trạng mụn ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thứ ba đó chính là chế độ ăn uống hàng ngày cũng có ảnh hưởng rất là lớn đến việc điều trị mụn. Vì thế chúng ta phải điều chỉnh lại sao cho phù hợp và khoa học, nên ăn nhiều rau củ tươi xanh nè, hạn chế các thực phẩm đồ ngọt nè, nhiều đường nè, đồ ăn có nhiều chất béo. Và để quá trình điều trị mụn có thể diễn ra một cách tốt nhất thì chúng ta nên duy trì cho bản thân một cái lối sống lành mạnh và hợp lý. Việc hiểu rõ nguyên nhân nè, dấu hiệu nhận biết nè và phương pháp điều trị mụn ẩn thì rất là quan trọng. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu như mà chúng ta còn thắc mắc gì thì hãy để lại
dưới để cùng chia sẻ với siêu thị mỹ phẩm nha. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube Siêu thị mỹ phẩm. Chào tạm biệt mọi người.